rồi nhá. Đó thì vẫn là cái con máy hôm qua đây. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn anh em cách mà chuyển từ cái máy đánh cầu sang cái máy nhân nét nhá. Đó thì ở đây là cái con máy mà mình nói là nó bị đánh lục nước ấy, tức là đánh nước trong nhưng mà thợ làm máy đánh cầu ấy và đánh áp thấp ấy, cho nên là khách đưa về thì đánh cái nó không được nổi nhá và không chết nhá. Cho nên thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chuyển từ cái máy đánh cầu sang cái máy đánh nhân nét nhá, tại vì là mình nói nhiều anh em vẫn chưa biết cách chuyển ấy. Đó, cho nên mình hướng dẫn em cách chuyển nhá. Đó. Rồi. Thì ở đây là con máy thợ làm nhá. Đó, thợ khác làm đây. Đây. Thì đây là con máy đánh cầu. Đó, đây là con máy đánh cầu. Rồi, và nó dùng một tụ này và đi cái bếp bếp này là bếp của bên linh kiện thành công nhá. Nó và đi bốn con diode này và một tụ này. Và tụ băm là cái con tụ 5 mi nhá. Đó. Thì máy này là máy đánh cầu và đánh ở đủ được và đánh được ở cái vùng nước ngọt đục nặng hoặc là ngọt phèn nhé. Rồi, và để mà chuyển một cái máy từ đánh cầu sang đánh nhân áp ấy thì em chuẩn bị cho mình là gồm là hai con tụ. Đó, gồm hai con tụ. Thì mình dùng con tụ là 400V 47 mi. Nó em nên dùng cái con tụ mà nó có cái giá trị mà cái chỉ số UF này nó thấp nhá. Nếu mà dùng cao quá thì nó sẽ bị tiêu hao dòng, thì lúc này nó sẽ làm máy nóng hơn. Tại vì là nhân áp ấy, nếu mà máy nó quá dòng thì nó sẽ rất là dễ nóng phết và cháy phết nhá. Nó và mình cũng thay một con tụ băm mới. Đây là con tụ băm CBB, CBB. Con tụ này con tụ 155 g nhá. Đây, 155 g thì nó tức là 1,5 mi nhá. Đó. Chứ đừng chứ em mà nếu mà nhân áp ấy mà dùng cái con tụ này nó cao quá thì nó sẽ dẫn đến là nó bị tiêu hao dòng, thì nó sẽ làm cái dòng thì nó sẽ làm cho cái dòng đầu vào ấy nó bị quá dòng này và gây ra hiện tượng nóng phết nhá. Đó. Cho nên là cái máy nhân áp ấy thì em phải căn chỉnh làm sao mà nó chuẩn nhá thì nó mới không nóng phết nhá. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ thay cái con tụ hóa này bằng hai cái con tụ hóa này. Đó, mình sẽ thay một cái con tụ 100 UF này bằng cái con tụ 47 UF đây. Nó rồi. Đây nhá. Rồi, ở đây là mình đã thay xong cái con tụ hóa này 100 mi này bằng hai cái con tụ 47 mi 400V nhá. Đó, rồi. Thì sau khi mà thay xong rồi em lưu ý nhá. Đó. Thì lúc đó là cái con tụ đầu ấy thì nó bắt bắt từ đây qua đây luôn. Thì nếu mà thay xong thì mình sẽ để nguyên bản nhá. Đó, đây mình thay nguyên bản nhá. Những cái đường mạch mà thợ chưa đắp chì thì mình cũng đắp rồi, tại vì để cho cái dòng dẫn qua nó cao này, nó mình cũng đắp chì hết rồi nhá. Đó. Rồi, rồi sau khi mình thay xong ấy thì cái thứ hai nữa là mình sẽ thay cái con tụ băm 5 mi này bằng cái con tụ băm 1,5 mi nhá. Đó, 1,5 mi. Đây. Đây là cái con tụ 5 mi nhá. 5 UF đây. Thì mình sẽ thay bằng cái con tụ 155 tức là 1,5 mi 400V nhá. Đó, đây. Và sau khi mà thay cái cầu tụ băm xong thì bước tiếp theo ấy là mình sẽ phải chuyển cái cầu đuốt này sang cái cầu, tức là mình sẽ chuyển sang sang cái dạng là nhân ép đây. Đó. Thì ở trên cầu này thì nó gồm có bốn con diode nhá. Đây, bốn con diode đây. Đó. Thì nó dạng là cái dạng là đánh cầu ấy. Bây giờ ấy, là mình chỉ cần là mình tháo hai cái con ở bên ngoài ra. Đó. Đây. Bây giờ thì mình chỉ cần là mình tháo hai cái con bên ngoài ra. Đó, đây, tức là hai cái con diode bên ngoài nhá, hai con này này. Bây giờ thì mình chỉ cần là mình dùng màu hàn đấy, mình tháo hai con bên ngoài ra là được nhá. Đó, mình sẽ để hai con trong này và mình tháo hai con ngoài ra, đó, hai con ngoài ra. Rồi, tí nữa mình sẽ cho em sơ đồ để em dễ hiểu hơn nhá, tại vì mình nói mồm thì nhiều khi em không hiểu ấy. Rồi, đây là mình đã tháo hai cái con đứa bên ngoài ra nhá, đây hai con bên ngoài ra. Đó, đây, thì tức là nó sẽ còn hai con dứa này, đây, nó sẽ còn hai con dứa này. Thì hai con dứa này thì hai cái điểm tức là hai cái chân dưới của nó ấy, tức là hai cái chân bên dưới của nó ấy, tức là cái chân một chân trắng và một chân đen. Nó sẽ được nối cùng nhau và được nối về một cái điểm của bên đất nhá. Đây. Đây, hai chân này là một chân trắng này và một chân đen này. Nó sẽ được nối qua cái con tụ chống quá tải. Thì ở đây là khách ở đây là thợ người ta không dùng này, cho nên thợ người ta đấu thẳng luôn. Đó, cho nên là thợ người ta đấu thẳng luôn. Thì nó sẽ được đi về đây. Đây là cái điểm ở đây. Đó. Nó là cái điểm này. Thì nó sẽ được đi về một cái đầu của thứ cấp nhá. Nó sẽ được đi về một đầu của thứ cấp. Rồi, thì đó là hai con. Còn cái ở trên này là cái điểm trắng này thì nó sẽ được đi về cái đường dương tụ. Đó. Còn cái điểm đen này thì nó sẽ được đi về đây. Nó sẽ được đi qua cái con chợ chống chập này và nó sẽ được đi về cái điểm âm tụ này. Đó. Rồi, thì ở đây là nó còn ở đây là nó còn một cái đầu thứ cấp này. Nó còn một đầu thứ cấp này. Thì cái đầu này anh em sẽ đấu về điểm dưới của hai tụ nhá. Đây, cái đầu còn lại của thứ cấp này anh em sẽ được đấu về, tức là anh em sẽ đấu về cái điểm dưới của hai con tụ này. Đó, đây. Cái điểm này là cái điểm dưới của hai con tụ này. Anh em sẽ đấu về cái điểm còn lại của cái quả thứ cấp nhá. Đó. Rồi,
Ở đây là mình đã đấu xong cái điểm còn lại của thứ cấp này, mình đấu về cái điểm dưới của hai tụ nhá, đây điểm dưới hai tụ đây, nó tức là lúc này thì nó là đấu nhân áp nhá, nó là đấu nhân áp. Rồi sau khi mà mình xử lý cái phần cầu đốt xong thì tiếp theo là mình sẽ phải căn chỉnh lại cái đòn cái con chở đầu ra nó, thì ở đây ấy, là thợ dùng cái con chở này là cái con chở bằng cái con vi chở luôn, nó tức là dùng cái con vi chở luôn. Thì lúc này thì mình sẽ tháo cái con vi chở ra để mình đo xem là cái hiện tại là cái số, tức là cái mức ổn của nó ấy, là nó đang ở cái giá trị bao nhiêu nhá. Đó. Sau đó thì mình sẽ chỉnh cái con vi chở này, mình chỉnh về khoảng tầm là 680 kg cho đến là 750, tức là chỉnh từ 680 kg cho đến là 750 kg. Đó. Chứ đừng thần chỉnh thấp quá nhá. Thấp quá thì nó sẽ đưa ra áp cao ấy, thì nó sẽ làm máy nóng nhá. Cho nên ấy, là mình sẽ chỉnh cái con vi chở này nó ở khoảng là từ 680 cho đến là 750 kg nhá, là ok nhá. Đó. Rồi. Ở đây là mình đã tháo cái con vi chở ra, thì để mà đo cái con vi chở này thì em lưu ý nhá là cái con vi chở này thì nó sẽ được nằm như vậy đây, nó nằm như vậy đây, đây là cái điểm này là điểm vi chở nhá. Đó thì một đầu bên ngoài này, tức là cái chân bên ngoài này thì là chân bỏ trống này, thì nó được lấy cái chân, tức là chân 1, chân 2, chân 3, thì chân thứ nhất này là bỏ trống này, nó lấy được cái chân thứ hai này, chân thứ hai này là nối được về cái đường điểm cái điểm dương tụ nhá. Nó còn chân thứ ba này thì nó được nối về một cái điểm của cái con vi chỉnh này. Thì mình chỉ cần là mình đo cái chân này, đây mình đo chân hai mà mình làm lúc này ấy, thì mình chỉ cần là đo chân hai này và đo cái chân thứ ba này nhá. Đó rồi, và mình sẽ dùng cái đồng hồ này để mình đo cái chân thứ hai và cái chân thứ ba nhá, để xem là nó hiện tại nó đang ở giá trị bao nhiêu ohm nhá. Đó rồi thì một tay được chạm nhá, tức là anh em có thể là dùng một tay cố định này và cái tay còn lại anh em không được chạm vào cái con vi chở nhá, tại vì nếu mà chạm vô thì nó sẽ, tức là nó sẽ bị nhiễm cái điện trở của tay ấy, cho nên mình phải không chạm nhá. Đây nhá. Đó rồi mình đo nhá, chân hai chân ba đây, nó thì hiện tại này nó đang là 222 kg nhá, nó 220 k, tức là nó đang ở giá trị là 222 kg nhá. Đó rồi thì lúc này thì mình chỉ cần chỉnh cái con này nó lên khoảng là tầm 680 kg nhá, tại vì là mình đang dùng nhấn áp ấy, cho nên mình không được để cái con chở này quá thấp nhá, nếu mình để quá thấp ấy thì nó sẽ rất là hại máy nhá. Đó rồi mình cứ chỉnh đi, mình chỉnh đến khi nào mà nó khoảng tầm là 680 kg cho đến là 750 kg là ok nhé. Thì lúc này ấy, là mình nên để cái con này ở khoảng tầm giá trị là 750, 750 kg thì nó sẽ ok nhé. Nếu mà mình để 680 thì nó khá là thấp nhé. Đó. À rồi ok, cái này mình chỉnh được rồi, mình chỉnh lại nhé. Tại vì là mình chỉnh ngược lại thì nó thấp quá. Rồi. Anh em không nên dùng cái con vi chở này, mình để giá trị thấp quá nhá. Nếu mà thấp quá thì nó sẽ cho áp ra cao. Thì lúc này thì nó sẽ làm cái máy nó bị nóng này và ăn dòng nhá. Đó rồi, mình thử đo lại nhá. 266. Mình nghĩ là cái con vi chở này nó không được chỉnh lên tới tầm là 680, 680 đâu. Mình nghĩ là nó chỉnh lên được vài trăm là nó hết rồi đấy. Thì chỉnh lên, nếu không được thì mình sẽ dùng cái con đi chở cố định nhá. Đó. Rồi, mình tiếp tục mình đo lại. Đo cái con này nó khó quá, mà mình không được chạm tay vô thì nó khá là khó luôn. Rồi thì mình chỉnh mát đấy là nó lưu được là 505 kg nhá. Nó đây 505 kg đây. Rồi thì con chở này thì nó không chỉnh lên được tới tận là 680 kg, thì nó chỉ được lên là 550 kg thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ dùng cái con điện chở cố định nhé, để mình đưa lên con chở 680 kg nhé. Rồi ở đây là mình đã dùng một cái con chở 680 kg nhá. Đó. Vô cái vị trí này, đây mình sẽ thay vô cái vị trí của cái con vi chở này, nó là tức là cái điểm này và cái điểm này, thì mình sẽ thay cái con chở này vô, thì mình sẽ thử nhá. Nó em lưu ý nhá là con chở trên, nếu mà anh em nhấn áp ấy thì em nên dùng cái con chở trên 680 kg thì nó sẽ ok hơn. Rồi và tiếp theo là những cái mạch ấy mà cái con chở hồi dương này mà nó được đi về cái điểm dưới của tụ này, nó em đi nhá. Cái mạch này là cái mạch này là cái điện chở hồi dương ấy, là nó được đi về đây, đây là cái chân chở hồi dương này, thì nó được đi về cái điểm chung, tức là cái điểm dưới của hai con tụ này. Nó thì cái này không được nhá, nó cái này không được này, nếu mà để yên như vậy thì là máy nó sẽ không chạy nhá. Anh em phải bắt buộc ấy là phải chuyển cái điện chở hồi, tức là chuyển cái đường hồi dương này, tức là chuyển cái điện chở hồi dương này nó đi về cái điểm dương tụ nhá, tức là cái điểm ngoài tụ này, nó điểm dương này, nó tức là đi về cái điểm dương tụ. Thì ở đây là mình đã cắt sẵn nhá, đây chỗ này là mình đã cắt cái mạch ra, tức là mình dùng cái kéo mình cắt ra nhá, mình cắt ra. Sau đó thì mình sẽ nối một cái mối hàn đây, mình chuyển nó về cái điểm dương tụ này, nó đây mình chuyển về cái điểm dương tụ nhá, thì lúc này mới được nhá. Nó
là mình đã lắp xong hết vào hộp nhá. Đó thì mình cũng lót cho khách một cái gắn cái điện luôn để cho nó khỏi chạm vô cái con SR nhá. Đó thì thời cũ người ta không có lót này nên là mình cũng lót vô để cho nó đảm bảo an toàn nhá, chứ không là nó chập chạm thì nó sẽ gây nguy hiểm nhá. Đó rồi bây giờ là mình đã lắp xong hết tất cả vào hộp nhá, thì bây giờ thì mình sẽ đóng nắp vô, tức là bây giờ thì mình sẽ thử test xem là nó chạy ok nhá. Đó rồi đây là bình treo bóng đèn nhá, đây cái máy mình đã xong này. Rồi bây giờ là mình sẽ cặp quần vô để em xem là nó mạnh cỡ nào nhá. Đó lúc đầu thì áp ra khá thấp luôn, bây giờ thì áp ra cao nhá. Đó rồi đây là cái bóp nhá, bóp nhá. Đó bóng đèn nó sáng đứt ấy mà, nó khá là sáng luôn. Đó rồi thì ở đây là mình bây giờ thì mình sẽ chỉnh nó về cái mức thấp nhất này, cái này thì người ta đặt sai mà. Đây đó, đây là cái mức thấp nhé, nó mức thấp điện nó khá là sáng luôn. Rồi bây giờ là mình chỉnh cái chép này nó về cái mức cao nhất này. Đó rồi đây là cái mức cao nhất nhá, thì sao nó sáng cái nào nhá. Đó bấm một cái là bóng đèn này muốn đứt này mà, ở bên ngoài nó khá là sáng luôn, nó áp ra khá là cao nhá. Áp này thì đi vùng nước trong ấy, tức là nước ngọt 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 đục nhẹ và ngọt trong ấy, thì khá là ok luôn, áp ra khá là cao. Đó rồi mình bật cái chế độ trội này, bóc vào nhá. Đó bóng đèn khá là sáng luôn, và cái dây bình ấy thì nó không nóng nhá, nó tức là không nóng này. Rồi vậy là mình đã căn chỉnh xong, tức là nếu mà không nóng ấy và máy không nóng ấy thì lúc này ấy, là mình đã căn chỉnh cái phần băm này, tụ băm này, tụ nguồn này và điện trở này là ok nhá. Nó rồi